Thưa quý vị và các bạn, dù còn gần một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, nhưng những ngày vừa qua thì gia đình theo nghề truyền đánh bóng lưu đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã bắt đầu khởi động và nhận nhiều đơn hàng của người dân. Theo tìm hiểu của khán giả Chí Thiện có số điện thoại 0123 3 số cuối 728, thì người làm nghề này có thể thu nhập đến cả triệu đồng một ngày vào lúc cao điểm. Với người Việt, gia đình nào cũng có hương án với bát hương, đài rượu, bình hoa, chân đèn là những vật gia bảo thiêng liêng. Mỗi năm khi Tết đến, bất kỳ gia đình Việt Nam nào cũng thỉnh những vật gia bảo này xuống để con cháu làm mới. Với bát hương, đài rượu, bình hoa, thông thường sẽ được lau rửa hoặc thay mới tại nhà. Chỉ riêng bộ chân đèn, lư đồng phải mang ra đường phố tìm những người thợ tiện bất đắc dĩ, mỗi năm chỉ hành nghề một lần, nhờ tiện cho bóng loáng để trưng lên bàn thờ tổ tiên. Chính từ đó mà nghề đánh bóng các bộ lư đồng cũ cũng sôi động hẳn lên. Bình quân mỗi ngày, mỗi người thợ có thể đánh bóng từ 10 đến 20 bộ khác nhau, tùy theo kích cỡ lớn nhỏ, chi tiết khó hay dễ mà giá đánh bóng dao động từ 50 đến 150.000 đồng một bộ. Ông Huỳnh Văn Liêm, trú tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, người có hơn 20 năm với nghề này, cũng đang tất bật với công việc tháng cuối năm. Ai cũng dọn cái Tết, ta sợ là lưu cũ. Lưu nó mau cũ, ra là tới ngày 20 rồi xúc lên, có người ta mới làm nhiều. Cái thời gian lớn nhỏ 40, 50, 7, 80 cũng chừng mà có thể quy định lại là mỗi một ngày chắc là từ 300. 20 trở lên thì chắc cũng cỡ 700-500. Thì cũng xài cái Tết thôi chứ không có dư. Không thì xài đủ cái Tết vậy là không có dư. Mỗi gia đình làm nghề đánh bóng lưu đồng thường khoảng từ 2 đến 3 thành viên tham gia. Tuy chỉ là công việc thời vụ, nhưng thu nhập mà nó mang lại là khoản thu không nhỏ cho những gia đình ở miền quê, nhất là giúp họ có được một cái Tết ấm no hơn. Theo tìm hiểu của khán giả Chí Thiện, đây chỉ là nghề thời vụ, còn nghề tay phải mưu sinh trong ngày thường của các thợ đánh bóng lưu đồng là hàn cơ khí và hàn hơi. Mỗi năm khi Tết đến thì nhờ sẵn có bộ motor, lại biết chút ít về gò hàn nên họ lại tranh thủ nhận đánh mới lưu đồng cho bà con. Những người hành nghề lâu năm cho biết, lưu đồng có đến hàng trăm loại, khó đánh nhất là lưu trúc vì có nhiều hoa văn chạm trổ tinh vi, còn dễ đánh nhất lại là lưu tứ giác và lưu tròn. Để cho lưu đồng được sáng bóng thì họ phải lao động cực kỳ chỉn chu để đánh là tránh làm hư tổn, biến dạng và xây xước. Motor tỉ mỉ để đảm bảo độ sáng đồng đều. Để duy trì độ sáng lâu trên lưu đồng thì sau khi đánh bóng, người thợ thường lau lại với tinh bột sắn và tiếp tục lau lại bằng vải sạch.